mới phát hiện ra cạnh quán Diêm Sum tôi mê có một cái quán hủ tiếu Thái bé bé nhỏ nhỏ ngon mà bình dân nha. Bữa tôi có làm một cái clip tổng hợp ba quán hủ tiếu Thái mà tôi đã ăn. Không biết có ai xem chưa? Thì trong đó có một cái quán tên là Aroi Thái gần nhà của tôi. Mà cái quán hôm nay tôi review cũng có tên là Aroi Thái nhưng mà là chữ ý ngắn chứ không phải y dài. Ban đầu tôi cũng ngơ ngỡ hỏi anh chủ thì anh kêu không phải là một đâu nha, khác nhau đó. Dù là quán hủ tiếu Thái nhưng mà tôi thấy ấn tượng sao lại bán chân gà và sườn cộng giống như các quán ăn hay nhà hàng Thái. Tò mò cả hai luôn nhưng mà sức ăn của tôi có giới hạn là tôi với bà Tuyết chỉ kêu được một phần sườn heo ớt xanh thôi nha. Cái tô ngập tràn sườn gì đó nhưng mà chỉ có 75 000 thôi. Sườn được mềm rục vừa đủ, không bị cứng da hay là quá nhũng vị nước canh nếm chua chua đậm đậm, ngon và dễ ăn. Nhưng mà chính tất nhiên vẫn là hủ tiếu thái, gọi là hủ tiếu nhưng mà bạn cũng biết rồi đó, mình vẫn có thể chọn mì thay cho hủ tiếu luôn. Giá khá là rẻ, chỉ khởi điểm từ tô cơ bản là hủ tiếu thuyền heo 35 000 rồi tùy vào cái nư của bạn á muốn ăn xịn hơn sao thì mình gọi. Ví dụ như là heo đặc biệt 50 000 thuyền bò 45, đặc biệt bò 60. Như cái tô tôi ăn để review là xịn nhất, cao nhất, gồm có bò viên, bò tái, tổ ong, bò hầm. Còn tô của bà Tuyết ăn là hủ tiếu tôm bò, có chi cấp độ cay nữa. Bà Tuyết thì kêu cấp 4 cao nhất, nhưng mà nói thiệt là so với hai đứa tôi á không có xi si nhê gì. Hết hết còn phải bỏ thêm ớt nhiều nữa nhưng mà mấy bạn mà không ăn cay được thì kêu vừa thôi chứ đừng có giống như tụi tôi mắc công lại thè lưỡi luôn đó ngoài ra thì có thêm mấy kiểu tóc bên ăn kèm như là da heo tóc mỡ xíu quách trứng gà vân vân diện tích thì không to nhưng mà được cái là tối mình ngồi bên phía ngoài nó sẽ mát hơn lượng khách quanh thì tôi thấy ra vào đều đều lúc mà mới tới thì còn full các bàn nữa ảnh khoe tôi đa số là khách quen quay lại ủng hộ nhiều lần và sau này có thể mở rộng ra còn hiện tại vẫn đang là một chiếc quán vừa vừa ở số 86 đường Bùi Hữu Nghĩa quận năm nói chung là nay biết thêm quán mới này ngon giá ok bạn nào mà có gần hay đặt thì có thể ghen thử nha tôi cho cái ý kiến cảm ơn cả nhà đã xem tôi là những thích ăn người kể chia sẻ về món ăn và trải nghiệm